steal water from the table? Steal water, it's okay? I will be right back with bread too, okay? Chào cả nhà. Hôm nay gia đình của mình có hai vợ chồng, hai đứa con và cô gái Lily đang quay phim. Tối nay thì gia đình mình có đi ăn với nhà hàng đó là Fugo Di Chao. Cái nhà hàng này là đặc biệt là họ sẽ phục vụ cho mình tại bàn và đồ họ nướng họ đem ra tại bàn. Khi nào mình muốn ăn á thì mình để cái màu xanh này nó hiện lên trên. Còn khi nào mình không ăn nữa thì mình để màu đỏ. Thì cái người phục vụ họ sẽ không đem đồ ăn tới cho mình nữa. Mình là để màu xanh là đem tới cho mình á. À, cứ mình ăn là mình để màu xanh lên á, là cái người phục vụ họ đem đồ ăn tới cho mình. Rồi để màu đỏ thì không đem. Rồi còn những cái đồ ăn mà ăn vặt hay là ăn trắng miệng hay là ăn thêm thì bên kia mình tự đi lấy. Còn bên này là chủ yếu là thịt thôi. Bao nhiêu phần ăn? À, một phần ăn ở đây á là 50 đô cho một người. Ăn ăn thoải mái. Đồ ăn này rất ngon, chủ yếu là đồ nướng là nhiều. Thì các bạn ơi, nếu cái dịp đến Denver là tới cái tiệm này ăn thử cho biết nha. Thì tiệm ở đây cũng rất là, nghe mấy đứa con ăn trước đây rất là ngon. Mà hôm nay Lily đặc biệt là đãi ba má cảm ơn người Lily rất là nhiều. Merry Christmas con gái. Bữa nay là cái ngày Giáng sinh thì tối hôm qua xong rồi. Ngày hôm nay là chính thức trong cái ngày lễ Giáng sinh. Thành ra gia đình có thời gian với nhau. Bây giờ mình sẽ quay những cái đồ ăn vặt trước nha. Dạ. Để cho rồi, cả nhà xem. Mời các bạn đi với mình để coi những cái đồ ăn vặt như thế nào nha các bạn. Được rồi. Chào cả nhà, này là ở Việt Nam đấy nè, ớt này là ở Việt Nam này. Cái rau này là cái rau bồ công anh, rau này là rau có dại của người Việt Nam mình. Nhưng rau này thì ở Mỹ này là cũng là một món ăn, và rau này đặc biệt là chữa được các bệnh ung thư nữa. Có nhiều người bị ung thư về máu á, họ ăn rau này nhiều họ bị bất bình nữa. Bồ công anh không? Có bàn đó, bông Disneyland đấy, cà chua.
đó là thịt cừu. Thịt cừu nướng cái này nó nướng cừu thôi. Thưa với cả nhà, đồ ăn ở đây là đa số là đồ nướng không à?
đặc biệt nhà hàng này là chủ yếu đồ nướng, mà họ nướng xong rồi cái họ đem cho mình. Mình muốn ăn là chín nhiều hoặc chín ít cái hộp vô họ nướng lại họ đem cho mình. Yeah, that's it. Wow, cái dĩa ăn mình đã nhiều rồi, bây giờ họ đem cho mình một miếng nữa nè. Wow, ngon quá. Yeah. Bây giờ mình phải đổi cái này thành màu đỏ chứ còn không họ đem tới nữa. Nè. Bây giờ cái vali đổ thành màu đỏ chứ không họ đem tới nữa nè. Kêu Bali, dạ. Cái miếng của con nó còn nữa đặt nữa không? Họ đem. Với cả nhà, hồi nãy là một cái chai rượu nho xăng rồi, bây giờ tiếp một chai thứ hai nữa. Mình thấy rồi, bây giờ cái nào có đổ lên màu xanh để ta đem ra ăn mình ra. Các bạn thấy không? Vừa rồi mình lặt có màu xanh ở đêm tới liền, bây giờ mình phải lặt có đỏ lại. Muốn ăn không kìa. Dạ các bạn, nhà hàng này thì nó đông lắm, phải nếu mà muốn ăn ở đây phải đặt bàn trước, thì thấy ở đây có nhiều người lắm, bàn nào cũng có người hết, dạ nếu mà muốn ăn ở đây phải đặt bàn trước nha.
Cảm ơn con. Thưa các bác ạ, ngon quá. Cái miếng steak này nó có mỡ, nó ngon quá các bạn. Nhà này rất là ngon mà, ở ngoài đó các bạn, mình mới đi ra đó. Người ta ngồi, người ta đợi lâu lắm. Xin mời phải trên 30 phút đợi mới có bàn để vô các bạn. Rất là đặc biệt ha.